nguồn nước bạn sử dụng liệu có thực sự sạch khỏe. Kangaroo nỗ lực nghiên cứu và đưa ra công nghệ lọc nước ưu việt mới, kiến tạo tương lai nước khỏe cho người dùng. Đây là công nghệ cải tiến vượt bậc, được sử dụng phổ biến tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu, đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước trên thế giới, được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ. Máy lọc nước hydrogen ion kiềm có các tấm điện cực được thiết kế dưới dạng lưới mắt cáo, làm tăng diện tích tiếp xúc với nước. Dưới tác động của cường độ điện trường rất cao, hydrogen được giải phóng dưới dạng vi bọt khí, phân tách nước thành hydrogen và oxygen. Hydrogen giàu tính khử được giữ lại tại cực âm và oxygen mang tính oxy hóa mạnh sẽ đi ra ngoài đường nước thải. Bộ điện phần thế hệ mới cho phép quản lý lưu lượng và cường độ dòng điện, nhờ đó mang lại nguồn nước có hàm lượng hydrogen khác nhau nhằm phục vụ mục đích sử dụng khác nhau. Hàm lượng hydrogen được duy trì và ổn định trong suốt quá trình lấy nước. Mức H2 là mức khuyên dùng trong 3 đến 6 tháng đầu đối với người mới bắt đầu uống nước hydrogen. Mức H3, mức khuyên dùng cho trẻ em, người già và sau thời gian làm quen với mức H2 và là mức làm quen tiếp theo đối với người thanh trung niên trong 3 đến 6 tháng tiếp theo. Mức H4 là mức khuyên dùng cho người thanh trung niên sau thời gian làm quen với mức H2, H3. Các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện các phân tử hydro trong nước ion kiềm hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống lại gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, các hội chứng chuyển hóa, đề kháng insulin, đái tháo đường type 2, tim mạch, huyết áp, lipid máu. Kangaroo, máy lọc nước phải là hydrogen, thị phần số 1 Việt Nam.